Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên mức án nghiêm khắc nhất đối với bị cáo Trương Mỹ Lan. Đối với một con người như thế là xong. Tuy nhiên vụ án này nó còn giai đoạn 2, giai đoạn 3. Và câu chuyện đó là câu chuyện của cơ quan chức năng. Còn đối với người dân, câu hỏi đặt ra là có phải chăng hậu quả dừng lại ở những con số như hội đồng xét xử đã nêu hay không, hay còn vấn đề gì nữa? Thứ hai nữa, ai phải chịu trách nhiệm về khủng hoảng này? Có vẻ như bà Hoàng Trung Mỹ Lan hoạt động một mình một chợt, mà chúng ta biết rằng trong đất nước chúng ta các định chế kiểm soát rất gắt gao, từ chuyên ngành đến các hoạt động xã hội kinh tế khác. Mà bà Trương Mỹ Lan đâu chỉ là việc vay tiền của SCB mà còn là thâu tóm những mảnh đất vàng. Như chúng tôi đã nêu, bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm những mảnh đất đẹp nhất ở thành phố Hồ Chí Minh và một số nơi khác. Nếu không có bà Trương Mỹ Lan, không có ai tiếp tay bà, tôi giả sử như thế, thì những mảnh đất đó có thể vào tay một số doanh nghiệp khác, góp phần phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tạo ngân sách cho thành phố và nộp về trung ương, tạo ra những phúc lợi xã hội lớn hơn. Hoặc những mảnh đất vàng đó sẽ được làm bệnh viện, trường học, khu vui chơi giải trí. Và giá như nó đừng rơi vào tay bà Trương Mỹ Lan một cách mờ ám như thế, mà rơi vào các doanh nghiệp khác, thì người ta vừa tạo ra, xin lỗi xã hội, vừa tạo ra những bệnh viện. Và khi có nhiều bệnh viện rồi thì cơ hội tiếp cận y tế của người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ lớn hơn rất nhiều. Và trong đại dịch Covid-19 có thể số tử vong sẽ giảm đi rất nhiều so với con số đã xảy ra. Chúng ta phải nhìn nhận vấn đề như thế mới thấy bản án nghiêm khắc của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là hợp lý, hợp tình, phù hợp với lòng dân và phù hợp với hậu quả gây ra. Tuy nhiên, hậu quả này không chỉ một mình bà Trương Mỹ Lan làm ra được. Vậy thì còn ai nữa? Còn có những bị cáo khác lẽ ra phải đứng trước danh bóng ngựa, nhưng họ giống như vô hình, không hình, không bóng, thưa các anh chị. Về tác hại của vụ án Trương Mỹ Lan và sự quản lý xã hội, chúng tôi xin dẫn chứng ý kiến của nhà báo Nguyễn Tường Minh và tiến sĩ Lê Kiên Thành. Nhà báo Nguyễn Tường Minh nêu 74% là con số đau lòng khi tỷ lệ tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh chiếm trong tổng số ca tử vong vì Covid-19 trên cả nước. Khi xảy ra đại dịch, thành phố Hồ Chí Minh đã quằn mình và người ta mới giật mình nhìn lại. Trong 15 năm ông Lê Thanh Hải làm lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, chỉ có bệnh viện được xây mới hoàn toàn là bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh, ở tận vùng xa là Bình Chánh, hoàn thành lúc ông Lê Thanh Hải nghỉ hưu. Đất vàng và công sản trong trung tâm thành phố Hồ Chí Minh liên tục rơi vào túi các đại gia. Nhưng bệnh viện công lập và trường học công lập là thứ ít được bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải quan tâm lắm. Chúng tôi sau giai đoạn ông Lê Thanh Hải là bí thư thành ủy, các lãnh đạo mới ở thành phố Hồ Chí Minh đã rất quan tâm đến phúc lợi công cộng, đã tạo ra công viên đi bộ, cải tạo xong du lịch Thị Nghè, phố đi bộ Nguyễn Huệ. Chúng ta thấy là thành phố Hồ Chí Minh là nơi đóng góp ngân sách cao nhất nước, và tuy nhiên là nơi ít có điểm vui chơi giải trí nhất nước. Rõ ràng là như vậy, chúng ta điểm là thành phố Hồ Chí Minh có cái gì so với Nha Trang rồi so với Đà Nẵng thôi, chúng ta thua xa. Rất may lãnh đạo thành phố thế hệ tiếp nối đã dành khu đất đẹp nhất, đó là đường Nguyễn Huệ, và tạo thành khu đi bộ, khu phố đi bộ, tạo một địa chỉ vui chơi giải trí cho người dân thành phố, mà hỗ trợ các doanh nghiệp cũng như xây dựng một số bệnh viện phục vụ cho nhu cầu khám chữa bệnh của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Ok anh chị, chúng ta nói bắt đầu có đầu có đuôi, có ngọn có ngành. Nơi nào phê bình thì phê bình, còn nơi nào chúng ta khen thì chúng ta phải khen. Thí dụ như là trong nhiệm kỳ của ông Nguyễn Nhân Nên bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và ông Phan Văn Mãi chủ tịch, chúng thấy rằng việc cải tạo bờ sông Sài Gòn, bến Bạch Đằng và phía bờ bên kia Tả Ngạn, bên đây là Hữu Ngạn, bên kia là Tả Ngạn sông Sài Gòn, thành khu vui chơi giải trí mang tính phúc lợi, và mới đây có rạp chiếu bóng ngoài trời lộ thiên miễn phí nữa, tức cái gì, đó thành một địa chỉ hạnh phúc của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi cũng cảm ơn ông bí thư Nên và ông chủ tịch Mãi đã tạo nên những địa chỉ hạnh phúc như thế, và rất mong trong nhiệm kỳ của hai ông tiếp tục có những địa chỉ hạnh phúc như thế đối với người dân thành phố. Phải thấy thương rằng người Sài Gòn, người dân thành phố Hồ Chí Minh làm rất nhiều
Làm thì phải có chơi phải không, chứ mà chơi ở đâu bây giờ, chỉ có đi nhậu thôi chứ làm cái gì, chúng ta hãy tìm chỗ nào đâu mà chơi. So với những nơi khác, thành phố Hồ Chí Minh thiếu những địa chỉ hạnh phúc như thế. Thưa các anh chị, tiến sĩ Lê Kim Thành thì có một dòng trạng thái rất đanh thép về trách nhiệm của định chế kiểm soát trong vụ khủng hoảng Trương Mỹ Lan. Thưa các anh chị, nhục hình ảnh một người đàn bà học hết 12 đã từng buông vải ở chợ Sói Kình Lâm, Chợ Lớn, đã từng bị tố giác hối lộ quan chức cả triệu đô, điềm nhiên làm chủ của một ngân hàng, điềm nhiên làm chủ cả nhiều mảnh đất kim cương của thành phố to nhất nước, rút ruột làm thất thoát và chuyển ra nước ngoài cả nhiều nhiều nghìn tỷ đồng. Trước mắt bao nhiêu hàng rào kiểm soát và thanh tra đã dấy lên trong lòng tôi một nỗi xót xa mang tên nhục. Cũng người đàn bà ấy, hôm nay sau bao nhiêu ngày cầm tù lấy cung tra khảo trước giành mõm ngựa, trước những quan tòa viện kiểm sát nghiêm khắc nhất, đàng hoàng đỉnh đạt phủ nhận mọi cáo buộc, đã như đâm vào tim tôi một nỗi niềm mang tên nhục. Tệ hơn nữa khi biết rằng đó không chỉ là đơn lẻ, còn không ít người như người đàn bà ấy đang đi đúng trên con đường ấy, đang ngày đi múa may đủ kiểu, thao túng đủ kiểu, bất chấp đủ kiểu, biến cả nền kinh tế thành con tin của họ. Và tôi thấy nghẹn lòng, kẹn trong cổ một cái gì đó rất lớn hơn cả một nỗi nhục. Một dòng trạng thái rất đanh thép của tiến sĩ Lê Kim Thành. Định chế kiểm soát nào đã bỏ qua tất cả để bà Trương Mỹ Lan một mình một chợ thao túng cả nền kinh tế như thế? Và hiện nay theo tiến sĩ Lê Kim Thành vẫn còn những người đang đi trên đường con đường của bà Trương Mỹ Lan. Trương Mỹ Lan đó là gì thưa các anh chị? Bà Trương Mỹ Lan hay gọi là Trương Muội hay mà đa đàm lan, không có phép thần thông gì cả. Không phép thần thông gì cả, bà làm cái gì cũng nằm trong định chế kiểm soát. Vấn đề là vì sao bà làm được buông lỏng quản lý? Không có việc buông lỏng quản lý đâu các chị, tất cả là một chữ tiền mà thôi. Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã làm rõ mối quan hệ của bà Trương Mỹ Lan với các cơ quan ngân hàng, thanh tra ngân hàng. Rõ ràng không phải là họ không biết bà Trương Mỹ Lan sai phạm, biết đấy, nhưng mà cho qua vì tiền thôi chứ vì cái gì. Và các cơ quan chức năng khác quản lý về tài sản, quản lý về địa phương, quản lý đô thị, làm sao không biết? 1.000 công ty, hàng ngàn bất động sản để đó phơi mưa phơi nắng, chỉ là công cụ để đảo nợ trong ngân hàng mà thôi, làm sao không biết được thưa các anh chị? Chúng tôi xin nói như thế này, dẫn chứng, nói có sách mách có chứng. Tất cả tội phạm lớn nhỏ, nếu muốn hoạt động yên thân, đều phải mua chuộc và vô hiệu hóa một số cá nhân trong cơ quan chức năng. Chúng tôi xin dẫn chứng vụ án xưa lắc xa lơ và rất nhỏ bé, một sông bạc ở Trần Nguyên Hãn của Liệu Lo Lắng và Thảo Ma, trong vụ án Nam Cam và đồng bọn. Khi Liệu Lo Lắng muốn mở một sòng bạc nhỏ thôi, có một thầy bói nữa, thì trong hồ sơ vụ án và sau đó ra tòa thì rõ rõ những chi tiết, phải đến xin cảnh sát khu vực, công an phường và kể cả một số đồng chí cá nhân ở phòng hình sự, khi tất cả những người đó đồng ý rồi thì mới được phép hoạt động và có tỷ lệ chi chác đàng hoàng, tỷ lệ chi chác đàng hoàng, phải không? Và tất cả những người có liên quan trong vụ án đó đã bị xử lý và trở thành người công dân sau này. Khi cải tạo xong, có người đã chết rồi, chúng tôi không nêu tên, nhưng chúng tôi nói yêu một phương thức chung như thế. Mà không chỉ vụ ông Nam Căn hay là một sòng bạc nhỏ bé đó, thí dụ như vụ Phan Xào Nam, thần đồng đất Việt, mở sòng bạc nghìn tỷ, trăm nghìn tỷ trên mạng máy tính, mạng không gian ảo, cũng vậy. Cũng phải đến thương lượng một số vị tướng công an, thí dụ ông Thương Nguyễn Thanh Quá, rồi ông Phan Văn Vĩnh, tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát, khi những vị này đồng ý thì mới tiến hành sòng bạc như thế. Rồi trong vụ án chuyến bay giải cứu một nữ doanh nghiệp, nói rằng bà đã làm xong tất cả mọi thứ để chuyển đồng bào về nước, nhưng mà kẹt giấy phép, thậm chí có 6 hũ cốt đồng bào Việt Nam chết ở nước ngoài bị dịch Covid-19 đem lên máy bay không được. Thì hỏi một cán bộ nói rằng tại vì chị chưa làm thủ tục cảm ơn. Bà hỏi thủ tục cảm ơn là gì? Mà nó là tiền. Thì chị hỏi là bao nhiêu tiền? Người này nói là chị đưa cho ban ngành khác bao nhiêu tiền thì đưa chúng tôi bao nhiêu.
có 6 bộ ban ngành chị đi tham khảo đi. Và đúng như vậy, khi chị đưa tiền thì mọi việc suôn sẻ. Tiền đó là tiền chị cầm căn nhà của mình, cầm căn nhà của mình. Như vậy, đồng tiền đã tha hóa tất cả phải không, thưa các anh chị? Đồng tiền đã tạo nên vụ án Trương Mỹ Lan. Còn ai đứng sau nó nữa? Xin cảm ơn các anh chị.